Lộc Phu Hồ công khai thu nhập sau tin đồn kiếm 400 triệu mỗi tháng, con số thực sự bất ngờ. Trước những lời đồn từ dân mạng về thu nhập của mình, Lộc Phu Hồ đã phải làm clip lên tiếng. Bất ngờ hot trở lại gần đây và thành thầy dạy phụ hồ online của dân mạng, Lộc Phu Hồ ngày càng nhận về nhiều sự quan tâm từ netizen. Vì vậy mà bên cạnh cuộc sống cá nhân, nhiều người cũng không khỏi tò mò của thu nhập mà anh có. Thậm chí có cả tin đồn cho rằng mỗi tháng thầy Lộc kiếm được cả trăm triệu. Trước những thông tin thất thiệt này, mới đây Lộc Phu Hồ đã phải làm clip giải thích, công khai số tiền kiếm được từ YouTube, YouTube và Facebook, Facebook trong tháng 7. Lộc Phu Hồ làm clip công khai thu nhập tháng 7 của mình. Về tiền từ live stream trên Facebook, Lộc Phu Hồ cho biết mình chưa được bật lợi nhuận vì pet vi phạm chính sách. Anh đã giải thích một lần nhưng mọi người vẫn cứ bàn tán xôn xao. Nói này nói kia nên phải giải thích thêm lần thứ hai để mọi người khỏi nói là Lộc làm một tháng được 400-500 triệu nữa. Lộc cho biết mình chưa được kiếm tiền trên Facebook. Về thu nhập từ YouTube, Lộc Phu Hồ tiết lộ, có rất nhiều người tính tiền trên YouTube của Lộc luôn. Thì có tháng cũng gần cả trăm triệu rồi này kia mà mọi người có biết tháng này Lộc lãnh được bao nhiêu không? Được có hơn 500 đô, khoảng 11,3 triệu đồng, thôi mọi người. Hình như gần 600 đô đó mà trừ ra net, network YouTube, 10% rồi với linh tinh thì còn hơn 500 lẻ mấy đô thôi. Dù không nhiều nhưng Lộc Phu Hồ lại tỏ ra rất vui vẻ với số tiền này vì tính ra có 11 triệu mấy thôi nhưng bữa nay dịch bệnh khó khăn, 11 triệu mấy nó cũng quá là nhiều đối với Lộc rồi mọi người. Thu nhập từ YouTube trong tháng 7 của Lộc Phu Hồ là 590,55 đô la Mỹ, chưa trừ các loại phí. Sau khi bên Net trừ chi phí, Lộc Phu Hồ nhận được 509,29 đô la Mỹ, khoảng 11,5 triệu đồng. Nhân clip này, Lộc Phu Hồ cũng tiết lộ việc chi tiêu của vợ chồng mình. Anh cho biết mỗi tháng khi có lương sẽ đưa hết cho vợ rồi vợ sẽ đưa ngược lại 1 2 triệu để chi tiêu và mua đồ phục vụ quay clip, livestream. Tuy nhiên vì thời gian gần đây không có tiêu xài nhiều nên gom góp được một thời gian thì được 8 triệu và đưa luôn cho vợ, chỉ giữ lại 500k để tiêu. Anh chàng cũng thành thật khai với vợ về quỹ đen và thỏa thuận sau khi có lương sẽ đưa thêm 4,5 triệu nữa cho vợ. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.